Quỳnh Lưu là địa phương có diện tích nuôi tôm thâm canh lớn nhất tỉnh An với 460 ha. Từ nuôi tôm sú tập trung, người dân đã dần chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghề nuôi tôm ở Quỳnh Lưu đã bộc lộ nhiều khó khăn như tôm nuôi chậm lớn hơn so với những năm trước. Bệnh tôm xuất hiện nhiều và diễn biến phức tạp. Thời tiết thay đổi thất thường khiến tôm chết hàng loạt, nhiều hộ phải bỏ đất hoang. Trong khi đó, các giải pháp nuôi tôm bằng quy trình hóa chất kháng sinh trước đây chưa mang lại hiệu quả ổn định, mà ngược lại, do áp dụng lâu ngày đã làm cho nghề nuôi tôm đứng trước những thách thức lớn về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, khiến nhiều hộ nuôi tôm lâm cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, do một số hộ nuôi tôm vẫn còn thiếu ý thức, xả nước thải, nước tôm nhiễm bệnh trực tiếp ra kênh rạch công cộng, ảnh hưởng chung đến vùng nuôi. Tình trạng bồi lắng quá nhanh của các tuyến kênh dẫn đến thiếu nước cục bộ ở một số khu vực. Dịch bệnh có xu hướng lây lan mạnh, khó kiểm soát. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như con giống kém chất lượng, sự chủ quan trong quy trình nuôi, nhất là việc lạm dụng hóa chất, kháng sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nuôi tôm ở Quỳnh Lưu. Trong cái khó đã lo khái khôn, nhiều hộ nuôi tôm ở Quỳnh Lưu đã mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi tôm sạch bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học của công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Trúc Anh, tỉnh Bạc Liêu. Nhờ vậy đã hạn chế được nhiều tình trạng suy thoái môi trường, dịch bệnh. Nuôi tôm đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiêu biểu như anh Trần Hóa ở xóm Mai Giang 1, xã Quỳnh Bảng, có 5 hồ nuôi với tổng diện tích 2 ha. Trước đây anh đã nhiều lần thất bại trong nghề nuôi tôm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng từ đầu năm 2014 đến nay, qua lời giới thiệu của người chủ đại lý chuyên bán thuốc thú y và thức ăn thủy sản do công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất thương mại Trúc Anh sản xuất có địa điểm đặt tại xã Quỳnh Bảng, anh đã thử nghiệm mô hình nuôi tôm sạch bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học do công ty này sản xuất. Qua một thời gian, mô hình này phát triển tốt, tôm thoát được dịch bệnh, lợi nhuận đạt được khá cao ngay từ đầu vụ đầu tiên. Theo anh Hóa tính toán, với 3 vạn con giống chi phí mất 30 triệu, sau hơn 2 tháng thả nuôi, trung bình 100 con trên kg, anh bán giá 130.000 đồng. Nhờ vậy anh đã có thu nhập hơn 200 triệu đồng. Để đạt được kết quả này, khi triển khai mô hình, anh được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cặn kẽ quy trình nuôi, những khâu chính cần xử lý định kỳ để phòng bệnh cho nuôi tôm, áp dụng quy trình tôm nuôi an toàn sinh học, sử dụng men vi sinh đảm bảo không tồn dư hóa chất, kháng sinh cấm làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời anh cũng chọn tôm giống khỏe mạnh, đều và được chứng nhận kiểm dịch. Trong quá trình nuôi định kỳ, bổ sung vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa, sử dụng men vi sinh trong quản lý môi trường ao nuôi. Định kỳ kiểm tra các yếu tố môi trường như pH, TO, độ kiềm, NH3. Qua sử dụng quy trình nuôi tôm an toàn sinh học, anh nhận thấy màu nước trong ao nuôi không thay đổi nhiều. Màu mỡ gà, ít thay nước thì tôm nuôi ít nhiễm bệnh hơn. Lần đầu tiên là cháu lên mạng. Lên mạng để nghe tin công ty Trúc Anh ở trong Bạc Liêu á. Cháu vô đó cùng đi học theo của ông Xuân Ni. Vô để học xong là cháu thấy sử dụng tốt. Đưa về chuyện cho bố, bố làm đại lý. Đại lý thì em người xã thứ nhất. Là vụ 1 á, vụ 1 không sai, vụ 2 không sai, vụ 3 là em bị nước bịt quá. Cứ lấy cái ao nước đó chuyển qua ao này, rồi mình cấp lại mình đánh men. Đánh men thì thấy tương đối rất sạch. Và cái màu nước vẫn giữ tốt mà màu mà ra. Vẫn giữ mãi vậy. Và đến giờ mình thu hoạch tôm á, mà mình không quạt, cái đề vậy mà khuôn nước vẫn đẹp, mà không có cái bấn đồng lên, gọi là bệnh, mà họ vẫn sạch, mà dưới đáy mình ra nước cũng vẫn thấy sạch. Phương pháp nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học này xuất hiện ở huyện Quỳnh Lưu đã giúp ngành nuôi tôm ngày càng phát triển và người nuôi tôm yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề hơn. Mô hình này không chỉ được triển khai ở tỉnh Bạc Liêu mà còn được công ty Trúc Anh nhân rộng trên nhiều huyện, tỉnh thành trong cả nước như Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Nghệ An. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với nỗ lực không ngừng, đến nay thạc sĩ Lê Anh Xuân, một người con của đất Thanh Hóa, đã trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh. Với lĩnh vực chính là sản xuất chế biến vi sinh trong nuôi tôm, công ty có hàng trăm đại lý ở đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Trung. Công ty có nhiều sản phẩm được người tiêu dùng tin cậy, tiên phong nghiên cứu, phát triển nuôi trồng thủy sản, tiêu biểu là tôm, áp dụng quy trình nuôi tôm sạch, sử dụng chế phẩm vi sinh thay thế hóa chất. Năm 2007, diện tích 70.000 m2,
công ty đã thả nuôi tôm với mật độ 15 con trên mét vuông. Sau 150 ngày nuôi, tôm đạt trọng lượng 22 con trên kg, sống 75%, lãi 750 triệu đồng. Năm 2008, thả nuôi với mật độ 30 con trên mét vuông, lãi 1,5 tỷ đồng. Năm 2009, thả nuôi với mật độ 30 con trên mét vuông, trên diện tích 11.000 mét vuông. Sau 85 ngày, cỡ tôm đạt 22 gram trên con, sống 80%, lãi gần 400 triệu đồng. Năm 2012, mở rộng quy mô nuôi lên 9 hectare, thử nghiệm thả nuôi 80 con trên mét vuông. Sau 90 ngày nuôi, cỡ tôm đạt 56 con trên kg. Sản phẩm là tôm sạch, dư lượng hóa chất, kháng sinh, không mòn đuôi, đứt râu, không đen mang, đóng khói đèn. Môi trường nuôi an toàn, không suy thoái đại ao. Hàng năm, công ty thường xuyên mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho nông dân, có khoảng 1.000 đến 2.000 lượt người dự. Tại các hội thảo, đại diện công ty đã phổ biến quy trình nuôi tôm sạch và cách phòng trị bệnh cho tôm. Theo Giám đốc Lê Anh Xuân, nuôi tôm quan trọng hàng đầu là triển khai mô hình nuôi tôm sạch, không sử dụng hóa chất, hạn chế được dịch bệnh. Vì vậy, mọi công đoạn đều rất quan trọng, không coi nhẹ công đoạn nào. Tại hội thảo sử dụng vi sinh thay thế hóa chất kháng sinh trong nuôi tôm diễn ra ở huyện Quỳnh Lưu vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, Thạc sĩ Lê Anh Xuân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Trúc Anh đã hướng dẫn các hộ nuôi tôm ở huyện Quỳnh Lưu về quy trình cải tạo đất, cải tạo ao, chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm mới, cách sử dụng các chế phẩm men vi sinh thay thế hóa chất, kháng sinh phục vụ xử lý nước, xử lý môi trường trong quá trình nuôi tôm. Đồng thời, thạc sĩ cũng trao đổi, giải đáp một số vấn đề bà con đặt ra như ngưỡng độ mặn, độ kiềm, vì sao tôm kén đàn, nguồn nước, một số loại bệnh tảo. Trước hết, về cải tạo ao đầm, nếu có hệ thống ao chứa nên tiến hành hút bùn, phơi khô, rào lưới ba màn xung quanh ao để ngăn chặn còng, cáy, rắn vào ao. Tiếp đó bơm nước sông vào ao lắng và thông qua hệ thống túi lọc. Nếu không có ao lắng riêng thì cần dành một phần ao nuôi để tạo ao lắng, thả cá rô phi đơn tính giúp hạn chế tạp chất, rong, tảo trong nước trước khi thả tôm vào ao nuôi. Trước khi bơm nước vào ao nuôi, cần thông qua hệ thống túi lọc gồm 3 lớp. Lớp trong là lưới thái, lớp ngoài là lớp vỏ kate, ống túi cao 20-30cm. Tiếp đó là công đoạn gây máu nước hay còn gọi là nuôi nước. Dùng 5kg cám, 5kg đậu nành cùng 0,5kg chế phẩm vi sinh, ngâm 36-72 giờ, dùng cho 2.000 mét khối nước 2-3 lần trên ngày, đến khi đạt độ trong 30-35cm, sau đó đo lại độ kiềm trong ao nuôi. Với tôm số yêu cầu 80mg trên 1 lít, tôm thẻ chân trắng 100-120mg trên lít, rồi thả giống. Chọn con giống nguồn gốc rõ ràng, trại giống uy tín đã qua kiểm dịch, kích cỡ với tôm số là P15, tôm thẻ chân trắng là P15 trở lên. Sử dụng chế phẩm sinh học tạo môi trường sạch, làm tiền đề để vật nuôi khỏe, ăn nhanh, chóng lớn, tăng sức đề kháng, môi trường không bị phá hoại, có thể khai thác lâu dài, vòng quay nhanh, giảm chi phí do tiết kiệm nước tưới, hạn chế sử dụng hóa chất, kháng sinh. Hàng năm trên diện tích 14 hectare, công ty Trúc Anh tiến hành thử nghiệm tất cả các sản phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người nuôi áp dụng mô hình nuôi tôm sạch này nhằm tăng năng suất, hiệu quả nuôi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Khi chúng ta sử dụng vi sinh, chế phẩm sinh học để thay thế kháng sinh hóa chất trong cái quá trình nuôi thì cái tác dụng của nó là giúp là bảo vệ được môi trường, giúp giảm được cái rủi ro trong quá trình canh tác. Bởi vì khi sử dụng những cái chế phẩm sinh học, những vi sinh mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nghiên cứu khoa học thì như vậy là sẽ đưa xuống môi trường, sẽ giúp cho là cái môi trường ao nuôi của mình nó ổn định hơn, cung cấp cho môi trường ao nuôi được một cái vi sinh vật có lợi để át chế những cái vi khuẩn mà gây hại, gây bệnh cho tôm, và cũng giúp cho là chống được cái thoái hóa cái nền đất đáy và nước ao nuôi. Chính vì như vậy và nó cũng giúp được cả cho là ổn định được cái môi trường, bởi vì chúng ta sử dụng vi sinh thì cái tác dụng, cơ chế tác dụng của nó từ từ, nó không phải như là cái những cái loại hóa chất mà chúng ta lạm dụng nó thì nó tác hại ngược lại, đó là làm cho môi trường biến động lớn, làm cho là các cái mầm bệnh, cơ hội khi mà con tôm nó yếu thì nó dễ xâm nhập. Chính vì như thế, khi sử dụng được cái chế phẩm sinh học, những cái vi sinh mà là được những nhà cơ quan quản lý cấp phép thì như vậy cái này vừa an toàn cho người sử dụng, vừa giúp
là cho môi trường của chúng ta ngày một tốt lên và cũng giảm được cái rủi ro, tăng năng suất, tăng sản lượng trong quá trình người ta. Chúng tôi cũng mong muốn rằng, cũng muốn cung cấp những cái thông tin, những cái cơ chế, những cái hiệu quả của các cái chế phẩm sinh học, của những cái sản phẩm vi sinh mà để đưa đến cho bà con để phòng và trị các bệnh trên ao nuôi tôm. Và cũng mong muốn rằng là từ cái cuộc hội thảo này, bà con chúng ta sẽ có thêm được những cái kiến thức mới về là cái phương thức canh tác mới, rồi biết sử dụng như thế nào là vi sinh vật, như thế nào là chế phẩm sinh học và như thế nào là chúng ta nên hạn chế kháng sinh hóa chất trong cái quá trình canh tác. Hiện nay thì trên toàn quốc từ Móng Cái đổ xuống đến Cà Mau thì công ty đang hoạt động ở tại Bạc Liêu. Thì như vậy khách hàng là những người nông dân là đã sử dụng, và đặc biệt ở cái Quỳnh Lưu Nghệ An này cũng đã rất nhiều hộ đã khi sử dụng nguyên cái quy trình này thì như vậy đã đem lại những cái hiệu quả thiết thực. Và hôm nay thì trong cái buổi hội thảo này cũng mong muốn có một số bà con nhiều hơn nữa để mà chúng ta áp dụng được cái quy trình mới này để đưa vào canh tác, giảm được rủi ro, tăng được năng suất và tăng được sản lượng trong quá trình này. Chính dòng sản phẩm vi sinh hướng tới nghề nuôi tôm sạch này là một trong những thành tích xuất sắc tạo nên tên tuổi của thạc sĩ Lê Anh Xuân và công ty. Về bản thân anh đã được nhận nhiều phần thưởng. Năm 2008-2009 được trao tặng Cúp Vàng Bộ Thủy sản và Bộ Khoa học Công nghệ về sản phẩm chất lượng cao. Năm 2010, anh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao giải vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, được Trung đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của. Cũng trong năm 2010, anh Lê Anh Xuân được đi dự Hội nghị Toàn quốc Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tổng kết 5 năm cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác do Trung ương đoàn tổ chức. Năm 2013, công ty Trúc Anh được Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.